bây giờ để con sẽ con sẽ đếm để chú coi nhá. Đây là số 1 triệu này, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu. Đây chú cầm dùm cho con số này trước, 6 này. Còn đây sẽ là 10 triệu ha. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đếm tiếp nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, đây, đây là 10 triệu nữa. Đây là tổng cộng là số tiền đây là 16 triệu. Giờ chú kiểm lại dùm con đi xem là chú nhìn thấy rõ ràng rồi đúng không? Dạ vâng. Dạ dạ. Bây giờ cho chú cảm ơn các anh nhân tiếng nha. Dạ. Thôi bây giờ như thế này, tôi thì không biết nói gì hơn. Rất cảm động và rất xúc động khi nhận được cái số tiền của các anh nhân. Nhất là cô Lisa đó. Tuấn Dương. Vì các bạn, cháu chào chú. Có khỏe không? Hôm nay rất là có duyên vì hôm trước thì Tuấn Dương sau khi mà gặp chú Hà Long đó, thì rất là nhiều cô chú anh chị cũng quan tâm đến tình hình sức khỏe của chú Hà Long. Nhưng mà tuy nhiên thì đúng là trên đời nó có một cái duyên. Nhiều hôm con muốn gặp chú thì coi là lại chú lại bận công chuyện, để có lúc thì chú muốn gặp con thì con lại bận đi tỉnh. Thế rồi ngược lại thì cái hôm mà rảnh rỗi tính gặp chú thì chú lại nhắn tin là chú lại về quê thăm gia đình. Thế nên là nó cũng nhiều khi cái nó cũng chưa có được đồng điệu để mà có một cái buổi như ngày hôm nay. Thì hôm nay nhân cái buổi mà chú Hà Long cũng mới từ dưới quê lên. Và hồi nãy Tuấn Dương có hỏi chú bảo là chú sẽ nghỉ ngày hôm nay đúng không chú? Đấy, xong rồi ngày mai là chú sẽ tiếp tục bán. Thì nhân cái cơ hội này Tuấn Dương mới chộp lấy cái cơ hội này luôn để mà trò chuyện cùng với chú. Chú ơi, chú về thăm nhà thì tình hình sức khỏe cô ở nhà với lại mọi người ở nhà sao chú? Chú cũng cảm ơn lời nói, lời hỏi, lời trong rất hay. Chú cũng muốn nói lên cái lời này đấy. Là từ ngày mà chú gặp chồng rồi từ đó có những cái sự mà sức nói, những ân nhân ở nước ngoài có gửi về cho chú số tiền. Thì cũng có những lời an ủi những ông đâu thành vợ chú kết hợp lại từ cái tâm lý mà an ủi nè, tình thương nè và tiền bạc, thì tiền bạc thì lót thuốc men cùng những lời an ủi động viên và thăm hỏi đấy, vợ chú bớt bệnh khoảng 40%. Thấy nói chuyện rất là mừng á, chuyện lạ như một phép lạ, như một phép lạ. Từ lâu rồi mấy chục năm nay là vợ chú việc hoàn lại trong cơn bệnh đó. Dạ. Có đôi khi nói như thế này, tại vì cháu bây giờ như thế này, tại sao nó bệnh lớn tim mà không chết là như thế này. Đầu tiên là cái năm 1979 vợ chú bị lớn tim, đến bác sĩ thì nó lớn tim quá, mà lớn tim là nó phát ho lên là trái tim nó lóng qua phổi. Dạ. Thì nó phát ho, ho là bị xỉu liền. Dạ. Ho vài tiếng là bị ngốc liền. Dạ. Nó thì ở trong thôn của chú có người họ thương chú quá, thương tình cảnh nghèo mà gặp bệnh nan cũng vậy, có những người chỉ dưng họ nói con này trong ơi không có gì như thế này, chị tìm cho cháu một cái con rùa, thấy con rùa nhỏ ở hàng đó. Dạ. Và đi theo cái bờ rào đó, bước gọi dây tơ hồng nó quấn vào con rùa sẽ đem đốt, đốt khi nào mà con rùa đấy nó cháy hết. Dạ. Hầu như đã chín rồi á. Vâng. Thì lấy ra lột nó ra, lột cái mai nó ra. Vâng. Lấy cái thịt đó đem nấu cháo. Vâng. Và đúng như vậy, ăn một con đầu rồi thấy nhẹ lại trái tim, ăn một con thứ hai rồi chú thấy là nó bớt trong trường hợp đó, tức là trái tim nó teo lại. Vâng. Đó, chỉ ăn hai con thôi, nếu không dám cho ăn một con thứ ba. Thì nếu ăn con thứ ba thì sốt trái tim nó teo quá thì cũng nguy hiểm. Cái dây tơ hồng quấn vào con rùa đem vào lửa đốt cho con rùa cháy ra, nó tách ra lấy cái cháo. Đó, từ đó vợ chú không còn ho lên ngất xỉu nữa. Nó ho lên là trái tim nó ép vào phổi, phổi thì tức là nó tách vào. Từ đó đến giờ thì cái tim nó không bớt nhưng mà nó vẫn hạ được cái vấn đề mà ngất xỉu. Giờ này đây thì trái tim mà coi như là nó nặng, có người khó thở lắm, nó nặng nề, trái tim là cái người nó ế ỏi, nó nặng nề. Dạ. Nhưng mà từ này gặp cháu qua cái lời giới thiệu, nhưng mà nói chuyện trên mạng mà
thế nào là tuổi dậu. Và đi mua luôn. Đấy, thì sẵn cái lời ăn tuổi của những ông nhóm. Ở tại Linh Nam này cũng có một người, hai người ăn tuổi nữa. Thì cộng thêm cái tình cảm. Có khoảng 40% chứ không bao giờ ăn luôn luôn. Chú ngồi đây là chú nói là một người đồng. Chú quá mừng. Chú nói là như vậy là chú có hạnh phúc rồi. Bởi dạ. Dạ. Là cái hạnh phúc là đầu tiên cho con này. Dạ. Thì bản thân thế nào cũng phải là sống tâm tâm đầu quả. Vâng. Chú lo cho mình vậy mà gặp cháu nhất là vấn đề cháu. Cháu là cái đầu tiên là cái đầu cầu chú nói liền. Dạ. Dạ. Đấy. Chú là cái đầu cầu chú thì cho cháu là cái đầu cầu nói nhiệt để cho những người ông năm mày phải lo. Chú cũng xin thành thật cảm ơn chú Cương là cháu. Vâng. Chú Cương là cháu. Sau nữa là các người con Cương vậy thành ra chú mong như thế này gặp lại cháu cái đầu tiên là cho cháu với chú ngồi lại cần là chỉ cần cháu rất là tốt đẹp cho chú mà đỡ là chú thấy chú vui rồi. Dạ, dạ. Như vậy là càng làm một liều thuốc nữa là một liều thuốc nữa để chữa mở chú mà vui là nó hết. Dạ. Đấy, cái đó cái bệnh này lạ lắm, càng vui nó càng nhẹ trong cái. Vâng. Đấy, như vậy đó. Thì cháu qua đây thì cũng không chưa biết mặt cô nhưng mà cũng có thể cô sẽ nghe được hoặc xem được cái clip này thì cũng chúc cô là sau bệnh thì bớt đi, giảm dần mà đừng có lo nghĩ gì cả. Trong bất cứ cái hoàn cảnh nào mình cũng phải lạc quan, là yêu đời rồi thì khi mà lạc quan yêu đời thoải mái thì bệnh tật nó sẽ phần nào nó sẽ bớt đi. Chứ lúc nào mình cũng suy nghĩ nó căng thẳng cái thần kinh á thì nó lại càng bệnh. Dạ. Và mà vợ chú lại còn được nhìn thấy mặt cháu nó nhìn thấy mặt cháu thì cái tiếng cháu nói đâu sao chơi vợ cháu thấy cái mặt cháu mà trong clip là có mà đâu có trong clip nghe tiếng cháu không mà. Đây thôi cháu bây giờ cháu ngồi cạnh chú chừng vì cháu xấu trai lắm thì cháu ngồi cạnh chú chừng khoảng mấy phút thôi ạ chừng vài phút thôi chừng 5-10 phút miễn sao. Ở đây là chú ngồi đó đúng không? Để cháu sẽ ngồi cạnh chú đây. Thì hôm nay cháu gặp chú Hà Long rất là vui. Qua đây cháu xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới cô và các anh chị trong gia đình. Để chúc cô chú luôn mạnh khỏe, vui tươi, yêu đời. Cô nói thật cô là một người phụ nữ mà rất là hạnh phúc. Tại vì chú con thấy thứ nhất là chú Long có một cái tính vui tươi yêu đời và vượt qua khó khăn. Nghe chú kể mà những các cái giai đoạn mà những các cái cảnh mà bị người ta chuẩn bị đạp xuống xe mà chú nói bảo là thôi giờ các anh tôi ngồi ra cửa rồi cầm tay vợ con tôi, các anh đạp tôi xuống một cái để là đi luôn. Đấy, thì mọi người cảm thấy rất là xúc động. Thế rồi trong nhiều các cái hoàn cảnh thì thấy là trong qua cái câu chuyện của chú thì thấy chú là một người có nghị lực vươn lên trong cuộc sống, rất là quan yêu đời. Và chú lại còn có một cái tật xấu này là cô biết là cái gì không? Là chú hát rất hay và đàn rất giỏi á. Mọi người rất là mê cái đó thì con cũng chưa biết mặt cô nhưng mà hy vọng là qua đây thì cô gửi tới cô và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Tôi hy vọng là có thời gian thì sẽ thỉnh thoảng sẽ ngồi cùng tiếp chuyện với cả chú Long. Rồi. Cảm ơn chưa bà, thấy chưa, thoải mái chưa, hả cháu đó đó, thấy giờ nè chưa. Dạ vâng, thôi rồi con xin phép nha. Dạ. Rồi bây giờ chú muốn kể sơ qua một cái câu chuyện. Dạ, nói hơi lớn chút xíu. Bây giờ chú muốn kể sơ qua một câu chuyện tại sao mà gặp cháu chú lại nói chuyện quá mới là vì đây. Là vì cái câu chuyện nói ra như thế này. Cái câu chuyện mà từ kinh tế Bắc ruộng mà về Sài Gòn. Vâng. Chú đã bỏ qua nhiều cái giai đoạn rồi, chú muốn kể tắt cho cháu nghe. Dạ, còn cái giai đoạn này mà chú với cháu đây là khi đó vợ chồng của con chú về tới miền Nam này đó, là vợ chồng chú vào một cái chợ ngủ thôi, không có ngủ ở đâu hết. Thì hàng ngày thì chú lúc đó là đã
đã từ bình phí vào rồi, đã làm bánh mì kiếm được ít đồng rồi, đi lên đại lý cái số lãnh ít thôi để mới bán đủ kiếm cơm thôi. Vâng. Thì khi vợ chú ở tại cái chợ đó, mỗi buổi sáng thường hay là giúp phụ họ dọn hàng ra để dạ. những người họ bán chợ đó, thì khi đó nằm qua một thời gian, chợ đó là nằm trong một giáo xứ của người Công giáo cháu ạ. Dạ. Ừ, đó vậy. Cái có một người, người đó là cái ông hội đồng giáo xứ của cái xứ đạo đấy. Vâng. Họ thấy vợ chồng chú thật thà quá, sống một cách rất thật thà. Vâng. Mới ông ta mới đến mới gọi ý nói thế này. Thì người bác người ta gọi bằng như thế này, ta gọi anh chị ơi, thôi có gì anh chị vào nhà tôi để ngủ, để ngủ ngồi nãy như gió trống nó bị làm sao. Thì vợ chồng thấy cũng vui mà thấy cũng ngại, cũng như mình như vậy mà đến vào gia đình cái ông hội đồng giáo xứ nó ngủ thì cũng thấy ngại mà cũng đi, đi để cho những đứa bé nó khỏi bớt gió lạnh mà. Vâng. Thì khi vào không phải ông ta cho ngủ trên một cái nhà trên như thế này đâu ạ. Mà khi đó phía sau có một cái nhà kho, mà nhà kho nó cũng tương đối đấy. Vợ chồng chú mới dọn sạch sẽ hết. Dạ. Trời ơi, ở coi như một căn phòng vậy thôi. Dạ. Đó bây giờ, giờ này nếu về cái nơi ở đấy là một cái căn phòng mà họ cho mướn tại thành phố này luôn, chứ không dạ. phải là gì. Vẫn sạch sẽ, vẫn căng căng, nhà vẫn tráng xi măng, chứ không có lá cành này. Nhưng mà vợ chồng chú lấy nước dội sạch sẽ, lau nhà, lau cửa là hết rồi, để ở. Thì lúc đó chú nói là cái ông đó có một giọng nói y như con, rất ấm áp, dạ. rất nhẹ nhàng và rất đạo đức. Vì ông ta là trưởng hội đồng giáo xứ của một xứ đạo ấy mà. Dạ. Ông ta cũng có một cái tư cách và một cái đạo đức nên là hội đồng giáo xứ mới bầu ông ta. Dạ, dạ. Chứ nếu mà nếu không làm sao mà ai bầu ông ta được dạ. đó, có một giọng nói như đó. Dạ. Đó, có một lời nói mà phải nói là nhân đức và bác ái như cháu luôn. Mà dạ. cái âm phát ra ấm như vậy cháu. Ông ta nói là mỗi lần nói chuyện với chú, với chiếm là anh ta vẫn chương trị và anh. Tại dạ. lúc đầu chú ngạc nhiên quá, nhưng mà sau này chú tìm hiểu ra là chị và anh là kêu thế cho con hoặc là vâng, vâng. nãy người bác người ta. Vâng. Thành ra cái đạo đức đó của ông đó nó đã đi sâu vào người chú rồi. Vâng. Nhưng mà từ ngày mà chú từ giả cái giáo xứ ấy, chú về Sài Gòn đây là thời gian đó đâu có điện thoại điện gì đâu mà đi vâng. làm con ạ. Năm đó mà chị không có hỏi kiếm ông cả giờ này thì sống mài chắc là sớm rồi con ạ. Thành ra chú nhớ như thế hoài. Vâng. Gặp chú, gặp cháu, cháu nói lên tiếng nói như thế này, âm điệu phát ra không khác nào. À, dạ. Có khi sự tình cờ thôi, trùng lập thôi. Cái duyên như thế nào mà chúng mình, cái tình cờ chứ sao, cái duyên chứ sao. Đó, thì chú chưa bao giờ chú nghe một chú nói nào như cháu ấy. Dạ. Đó. Mà ngày hôm nay chú gặp cháu là bởi từ vô đó. Cháu mến chú là mến ông cha tinh thần của chú đấy. À, dạ. Dạ, chứ dạ. không phải đâu, nó thật. Đó, là có nhiều người từng hiểu lầm chú. Cái mến là mến từ chỗ nào, dạ. mến từ chỗ đấy. Tình, cái nghĩa, cái nhân, cái đức của người. Vâng. Chứ không phải là sinh ra đồng dương mạng. Đồng dương mạng lúc nào đối với chú nó vẫn đi sâu cái chữ tình, chữ nghĩa cho con mà. Đó. Lúc đầu chú vẫn nói với cháu như bạn thôi. Vâng. Lúc nào chú không có cái chữ tình mà vâng. luôn. À, thành ra ngày hôm nay lúc nào khi đánh cháu thì nhớ cái này. À, dạ. Dạ. Ê, câu chuyện chú muốn nói ngày hôm nay với cháu là vậy đó. Dạ. À, cho mọi người tất cả những ai đó biết cái tấm lòng của chú là những đó vâng. tiên là chú cảm ơn cháu và những ông nhân, những ông nhân mà đã giúp đỡ chú để cho vợ chú được qua cơn phải nói là cái bệnh này, mà nếu không có chắc chắn là không thời gian không dài đâu vâng. tại vì cái tình hình vợ chú biết là mỗi lúc nào cũng tại vì cái tâm tư của chú bị không biết ngày mai khi tuổi đã già không biết mình phải sống như thế nào. Yeah. Vì khi mà chú đã yếu rồi thì chú về quê chú nằm, về quê chú nằm hỏi cháu sẽ sống như thế nào. Thì bây giờ con của cháu thì vẫn là ở vòng đó, nhưng mà nó làm công nhân thôi, là lương một tháng đó là 4 triệu đấy. Vợ của nó là làm phổ thông lao động của quê, mà ai gọi ngày nào thì làm kiếm ngày đó thôi, làm gì mà có cái chỉ
mà mình đòi hỏi cái bác hiếu được con. Vâng. Mình phải nghĩ đến nó, nó cũng như con, nó ăn học những thứ đâu mà phải là. Bởi vậy vợ tôi ngày đến cái việc nằm mà thở ra thở dài là chú biết sự suy nghĩ của chúng con. Từ đó cái bệnh nó là trầm trọng nó khác lên. Cái tâm lý nó là vậy, tâm lý của bệnh tim chú biết mà chú không biết làm sao nói được. Chú còn an ủi thôi kệ mình cái cuộc sống ngày nào hay ngày đó thì trên ở thương mà sống ngày ai đỡ còn nước về thân mà có cất đi đi nữa mình vẫn sống tâm thọ mình vẫn sống một cách tốt lành thì bệnh tim cũng không để cái linh hồn xa đỏ đâu. Cái việc an ủi như vậy thôi chứ không có không cái lời an ủi này chưa bằng cái lời an ủi mà khi gặp cháu khi gặp những ân nhân. Đấy là chú nói thiệt. Thôi, cháu hỏi chú là thế cô thì là có bằng tuổi chú hay cô? Chú năm nay 70 à? Hay 69? Đúng là chú xong 9 tuổi nha. Vâng. Vợ chú sinh 1954. Vâng, năm 54. Năm nay là 60, năm nay 2019. 65 tuổi à? Đúng rồi. 65, 65, 66 tuổi. Vâng. Đúng rồi. Tính, tại vì chú tính ra dạ. Như vậy chứ. Mời cháu. Vâng vâng, chú dùng đi ạ. Thì hôm nay ngoài cái việc mà gặp gỡ chú ấy, thì cháu cũng muốn là trao những các cái món quà của các mạnh thường quân gửi chú. Đấy, và bây giờ chưa biết bao nhiêu nhưng mà cháu thì có cái yêu cầu này là chú phải nhận hết số tiền này. Chú nhận hết, dứt khoát. Ngày hôm nay chú phải nhận hết. Và một cái nữa là chú nhận, chú giữ để chú sử dụng, không được cho cháu bất cứ một đồng nào. Đúng rồi. Đó. Đó rồi. Đúng rồi. Đấy, thì... cái việc này là lời hứa của chú ngày đó với cháu rồi. Vâng, vâng. Chú phải giữ chứ. Dạ, chú vâng. Chú đâu có dám mà xài lời. Bởi vì cháu cũng tâm sự với chú là như thế này này. Sau khi mà chú cái hôm đó chú từ chối đó. Đó thì có một cái mạnh thường quân đấy có nói với cháu là tại sao mà lại anh lại nhận lại cái số tiền đấy mà anh không có hỏi ý kiến của tôi. Đó. Đấy, thế xong đó là mạnh thường quân đó có nhắn tin cho cháu nói là bây giờ thôi, tôi cảm ơn anh và tôi sẽ cắt đứt liên lạc với anh. Đó. Cắt đứt liên lạc với chú luôn. Không, thì không, cắt đứt liên lạc với cháu. Đấy là lỗi của cháu thôi. Thế nên là cháu chỉ xin chú là trong cái lần này đấy là giờ dĩ chú như này này. Cháu còn trẻ, cháu có sức khỏe và cháu có công việc làm khá là ổn định. Nên là cháu tiền thì ai cũng cần hết chú ạ. Nhưng mà chú cần hơn cháu vì nhiều lý do. Thứ nhất là chú nuôi cô bệnh. Đấy, mà cái bệnh thì bệnh tim là cái bệnh của nhà giàu, mà mình nhà nghèo mà mình lại mắc cái bệnh của nhà giàu nữa thì làm sao mình giàu nổi. Thứ hai nữa là đấy, chú thì bây giờ cái sức khỏe cũng là thực sự là bảo là giờ chỉ có mỗi ngày một yếu đi thôi chứ không thể là khỏe hơn được. Mình nói với nhau, mình lừa dối nhau thì mình nói là chúc mỗi ngày một khỏe, chứ nhưng mà con người ta cái tuổi hoặc là cái tuổi nó đuổi xuân đi, làm sao mà cứ khỏe ra được, đúng không chú? Đó, thì hy vọng là với cái sự giúp đỡ này của các cô chú anh chị thì chú sẽ đón nhận và chú sử dụng để lo cho cái cuộc sống hàng ngày của cô chú hoặc là tích lũy làm gì đó. Là chú sẽ hứa như vậy đó con. Tôi xin hứa với các mạnh thường quân nha. Dạ. Đợt này là tôi xin cảm ơn tất cả mạnh thường quân thương giúp đỡ tôi. Mà giúp đỡ lần này là hoàn toàn tôi sử dụng hết. À, dạ. Không có gửi gắm gì cho chú Dương hay cháu Dương đâu. Dạ. Đấy. Thì bây giờ con sẽ xin chú như thế này. Giờ con sẽ... bây giờ như này, trong các cô chú gửi ấy, thì có cô chú thì gửi là tiền đô, có đô Mỹ rồi Canada rồi tiền Việt tùm lum ấy, nhưng mà thôi thì bây giờ con nghĩ là như này này, thì con sẽ đổi hết ra tiền Việt cho chú để cho chú ấy nó tiện. Đây con có thể đọc một cái, đây là có một chú đây,
Thôi chú đọc đi, chú đọc cái chú viết đây một mắt cái chú đâu có thấy đường à, sao không thấy đường đây phương mà vâng không ở dưới này, ở dưới này đây này bắt đầu từ đây này thân chào à? Thân chào Tuấn Dương này. Rồi. Chú đọc đi thân chào Tuấn Dương chúc cháu vui vẻ hành trình thiện nguyện thuận duyên vạn sự bình an hôm nay chú xin gửi đến anh Hà Long 100 đô Mỹ. Dạ. Rồi đại loại thế. Thì bây giờ đây là có những người thì có gửi thì là có những các cái tờ giấy như thế này. Chú này gửi thì cũng cách đây cũng khá là lâu rồi đấy. Nhưng mà thì bây giờ đây là có những người thì có gửi thì là có những các cái nhưng mà để cháu coi ngày nào này. Để vì cháu cũng ngày 25 tháng 3 cơ. Từ ngày 25 tháng 3 đến nay là 24 tháng 4 là một tháng rồi. Thì cháu có báo với chú là chú bảo tôi cứ để từ từ đấy đúng không? Đó. Đấy thì bây giờ cháu sẽ đọc ra những các cái số tiền của các mạnh thường quân giúp chú. Thứ nhất là cái chú mà chú vừa đọc ấy, là chú Quách Ngọc Hùng thì chú đổi ra 100 đô Mỹ là 2,3 triệu. Cô Lisa ở Canada có liên lạc với chú không? Có đúng không? Thì của cô trước là cô gửi cho con là 1,000 đô Canada cơ, nhưng mà giúp hai cái việc khác rồi. Thì con có điện thoại cho cô, con nói là của cô là còn 400 đô Canada với lại 100,000. Thì hôm trước là giúp hai cái nơi khác thì cũng có nói chuyện với cô. Thì mới đầu cô tưởng là mua cái xe đạp điện chỉ có 100 đô Canada thôi, nhưng mà con bảo là 100 là chỉ đủ, có khi chỉ đủ tiền sửa vặt thôi chứ còn cái xe là 10 mấy triệu lận. Thế cô bảo nếu thế thôi còn thì thôi gửi nốt chú Hà Long đi. Đó. Đấy, thì con đổi ra là chú là được của cô Lisa là 6,900,000. Đó. Rồi cô Oanh Nhàn thì có gửi con là 2,5 triệu. Cô Oanh Nhàn cũng mấy lần cũng hối con là gặp chú Hà Long để gửi. Nhưng mà con có nói là cái hôm thì con lại đi tỉnh, còn hôm thì tính gặp chú thì chú lại về quê mất rồi. Đó, thì là hôm nay con mới gặp được. Rồi tiếp đến là anh Tony Nguyễn, số tiền là 2 triệu. Anh Nick Đường, số tiền là 2 triệu. Thì tổng cộng đây là 15 triệu 700 ngàn. Tổng cộng là 15 triệu 700 ngàn. Và bây giờ con có phụ thêm với các cô, các chú một cái số tiền rất là nhỏ thôi. Đó là 300 ngàn. Đó, thì tổng cộng là thành là 16 triệu. Thì bây giờ để con sẽ con sẽ đếm để chú coi nhá. Đây là số 1 triệu này. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu. Đây chú cầm dùm cho con số này trước, 6 này. Còn đây sẽ là 10 triệu ha. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đếm tiếp nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây là 10 triệu nữa. Đây là tổng cộng là số tiền đây là 16 triệu. Giờ chú kiểm lại dùm con đi xem là chú nhìn thấy rõ ràng rồi đúng không? Dạ vâng. Dạ dạ. Bây giờ cho chú cảm ơn các anh nhân tiếng nha. Dạ. Thôi bây giờ như thế này, tôi thì không biết nói gì hơn. Rất cảm động và rất xúc động khi nhận được cái số tiền của các anh nhân. Nhất là cô Lisa đó, cô Lisa cũng thường hay thường xuyên với tôi nói chuyện thì tôi xin cảm ơn cô nhiều nha. Rồi hẹn một ngày nào anh em mình nói chuyện xong nha. Đây thôi chú cứ nhắc tên một lượt đi để các cô chú biết. Đầu tiên là chú Quách Ngọc Hùng. Rồi xin thành thật cảm ơn, không biết tuổi như thế nào nhưng mà cho tôi gọi bằng anh, cái vì đây là lần đầu tiên tôi gặp, cho tôi xin cảm ơn anh Quách Ngọc Hùng. Cô Lisa, cô anh nhà, Tòng Nguyễn và Lý Chương. Xin cảm ơn các anh em đã đỡ cho tôi. Dạ rồi, đó thì hồi nãy mọi người tính có nói là cô Lisa có nói là để chú mua xe đạp điện. Thì bây giờ chú nói là bây giờ chú cất tiền đã đi. Rồi. Bây giờ cho chú xin phép. Vâng. Chú nói là tại sao là mua xe đạp điện hay không xe đạp điện, lý do như thế nào để các cô biết mà. Cô Lisa ơi, thì cô cũng thường nói chuyện với tôi. Thì tức là như thế này, mình khổ mà cô.
mà cho tôi, cô giúp giùm tôi là để mua chiếc xe đạp điện, nhưng mà tôi làm sao chiếc xe đạp điện tôi sẽ tốt đi trong mùa mưa này không bị ngập nước banh từ giữa đường, tôi giác bộ là tốt rồi cho cô Lisa nha. Cô cũng thông cảm điều này nha cô Lisa. Tức là ý của chú là chiếc xe này vẫn còn có thể sử dụng được, và cái xe chỉ là phương tiện để đi lại chứ không phải là cần cái xe cho nó thật là đẹp để ấy, không chủ yếu là đi lại, chở mình đi chở về, và nó điện nó đủ để đi cái quãng đường đó và nó không có bị chết máy là được. Dạ. như vậy cho cô lên xe nha. Dạ. Ngày mai nếu cô được nhận được cái clip này thì sáng mai đi. Sáng mai 7 giờ rưỡi 8 giờ đi, anh em mình nói chuyện. Tội lắm, mỗi lòng nói chú là khóc. Dạ, chú dạ. Nói là khóc chú sẽ đẹp. Dạ. Không biết thương chú như thế nào. Dạ. Chú kêu quà, thôi anh em mình coi như anh em mình nói chuyện đừng nói khóc, phải tạo niềm tin mà nói. Dạ đúng rồi, mà cô ấy giỏi lắm, thấy cô ấy bảo cô ấy nấu nướng rồi nọ kia, cô ấy làm rất là giỏi. Mà bên đấy nhiều người yêu mến cô. Không, cô đòi về đây nấu rồi đấy. Mày về không có được nấu cho chú em. Thôi, cái đây là xong cái vấn đề này. Dạ, dạ. Cho chú hỏi thêm cái này nữa nè. Có thể cho chú xin cái số của chị bên Úc để chú có những lời thăm hỏi chị đi. Có, bây giờ thì để con sẽ... Bây giờ chú đưa máy đây để con... Chú muốn nói chuyện à? Cô hôm ở bên Úc ấy, là con cũng có nói chuyện với cô. Đấy, thì cô cũng tức là hôm con kể chuyện với cô là có một chú ở bên bên tức là có một cô ở Việt Nam sẽ sang thăm cô ấy. Đó, thì sau ngày hôm đấy thì con có gọi lại. Còn sau ngày hôm đấy thì con có gọi lại, bây giờ sẽ đấy để chú mở đi, con sẽ bắt máy để gọi anh luôn. Kéo lên con. Rồi bây giờ con bấm số luôn nhá. Bấm số cái chơi của. Rồi. Bây giờ con sẽ gọi thử xem là cô có bắt máy không, thì chắc giờ này là bên Úc cách mình 4 tiếng. Alo. Dạ có phải cô Diệu Hữu không ạ? Cô Diệu Hữu phải không cô? À đây, trời ơi, đây có một fan hâm mộ của cô đây, giờ đang ngày đêm khóc thầm nhớ trộm cô để xin số của cô đây. Có nhận ra con không? Alo. Con Tuấn Dương đây, nhưng mà đang ngồi với chú Hà Long. Chú Hà Long rồi khóc mấy ngày bảo không biết cô tình hình sức khỏe chị ra sao, mà xin số của con, mà con xin phép là chưa có hỏi ý kiến cô mà cho số của chú để chú gọi điện cho cô này. Là cô chú không biết lưu, cô thông cảm, nhiều khi bây giờ sử dụng điện thoại cũng không phải là nó rành như là lớp trẻ, nên là chú bảo chú gọi là khóc đứng khóc ngồi đây. Cô nói chuyện với chú nhá. Hôm nay chú mới ở quê vào, thì con có gặp chú để trao cho chú các cái món quà của các cô chú ấy, thì nhân tiện thì chú có hỏi thăm số của cô, thì xíu con sẽ lưu cho chú Hà Long cái số phone của cô, bây giờ cô nói chuyện chú Hà Long nhá. Dạ, chú chị em khỏe chị ạ. Dạ thưa vợ em thì giờ này được những cái niềm vui ông nhân gửi về như chị lại và các ông nhân khác và chú Dương nữa, thì có cái sự mà làm như là tâm lý sao nó vui lên, và giờ này khỏe khoảng 40%. Em xin thưa với chị lại. Dạ. Nhưng mà vợ chồng em hàng đêm cũng còn nghĩ cho chị đó, cũng còn xin sao chị bực mình. Chị được về lại Việt Nam này em gặp chị một lần thôi, rồi em chết cũng được, em không còn sống dai đâu. Em mới còn gặp chị một lần cho vui thôi à.
đó như vậy đó chị ạ. Dạ, em hiểu rồi. Tại vì như thế này chị ạ, chị nói một câu nói mà em lúc nào cũng nhớ cái lời nói của chị. Chú Long ơi, hay em Long ơi, vậy em quên rồi. Ngày nào mà em còn nhận được chị gửi về cho em 500 đô, mà ngày nào, năm nào mà thấy rằng em không có nhận được cái số tiền đó là coi như là chị đã chết rồi đó. Cái lời nói này là lời nói em nghe như một người chị mà nói lại với đứa em vậy. Thành em buồn lắm chị ơi, nói thì không phải buồn cái gì. Dạ. Sữa chua em, sữa chua. Dạ. Dạ. Hũ sữa chua. Không. Dạ. Ăn không. Trả đá nữa nhé. Chị nói đây là chị nói câu thật lòng, chị nói câu thật lòng mà chị nghĩ rằng chị nói như vậy xúc động anh xúc động cỡ nào không? Như một người chị mà nói lại với em thì trời ơi, không nổi nữa. Thôi em giờ này mà chúng vui được gặp em để trao cho những cái món quà mà các ân nhân gửi về cho em. Thì qua cái lời tâm sự như vậy thì cho em xin phép chị là để em nói chuyện với tướng Dương chút tí nữa nha. Rồi em sẽ nói chuyện và nhắn tin với chị sau nha chị. Dạ. Xin chào chị, chúc chị sức khỏe đi. Dạ chị. Cầu xin ông ơn trên ban hồng mong xuống cho chị để chị khỏe. Nói chị ơi, ngày nào chị khỏe, ngày đó em vui. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chào chị nha. Dạ, rồi để con sẽ lưu cái số này cho chú. Và để thêm một danh bạ. Con sẽ lưu là bây giờ cô tên là cô Diệu Hữu chú nhé. Cô Diệu Hữu. Thôi con lưu là chị Diệu Hữu đi. Đúng rồi, chị Diệu Hữu. Úc. Đã xong. Đây con sẽ lưu liên lạc. Đây, chị Diệu Hữu ở Úc. Đấy, chú tắt đi. Đấy, chú tắt đi. Dạ, dạ. Thôi, như vậy là cuộc gặp gỡ chứ chú cháu mình như vậy là vâng, xong. Vâng, dạ vâng. Rồi. Rồi, thôi cháu chúc chú sức khỏe nhá. Dạ, rồi. Rồi, cháu chú ạ. Dạ, dạ. Được. Bây giờ chú quay ra. Chú quay ra rồi cháu nhé. Chú quay cháu.
đi trước đi, đi thẳng cái là mình là quẹo phải là Lãnh Đinh Thăng đấy. Giờ thì chú Hà Long sẽ đi về. Đây mình quẹo phải chú nhá. Cháu ở gần đây. Đây là quận 11. Quận 10 là ở chỗ đường Vĩnh Viễn ạ. Ngay ngã tư Nguyễn Tri Phương, Vĩnh Viễn á. Ở vậy là tôi ở trên đấy à? Dạ vâng. Tuấn Dương xin chào quý cô chú anh chị. Thì hồi nãy Tuấn Dương cũng đã gặp chú Hà Long và trao cho chú Hà Long cái món quà của các mạnh thường quân gửi. Thứ nhất là chú Quách Ngọc Hùng ở Mỹ có gửi 100 đô. Cô Lisa ở Canada có gửi là 400 đô Canada và 100 ngàn. Cô Anh Nhàn là 2,5 triệu. Cô Anh Nhàn cũng ở Canada. Và anh Tony Nguyễn gửi 2 triệu. Anh Nick Đường gửi là 2,3 triệu. Nhưng mà lần trước đó thì 300 là đã gửi chú Hà Long để chú nhận mua áo rồi. Nên là cái số tiền mà trao cho chú Hà Long lần trước mà 4 triệu mà Tuấn Dương giữ đó, thì là lần trước là chú không nhận, chú cho Tuấn Dương. Thì thực sự là cứ đẩy đi đẩy lại. Nên chính vì thế Tuấn Dương thấy là cái tình huống mà giống như là mọi người cứ kéo qua kéo lại thì không biết là bao giờ mới kết thúc câu chuyện. Bởi vì chúng ta cũng biết là chú Hà Long là một cái người mà có tính trung thực, có một cái nhân cách rất là tốt. Và chú cũng muốn là tặng lại cho Tuấn Dương một cái giống như là trả công Tuấn Dương đó. Nhưng mà Tuấn Dương mặc dù cũng đã từ chối nhưng mà không được. Nên là Tuấn Dương thì hôm trước thì có nảy ra cái ý định là tạm thời thì cứ nhận, sau đó thì sẽ dùng cái số tiền này để thứ nhất là giúp đỡ chú trong các cái dịp khác, ví dụ là những cái tháng mùa mưa mà tiền bạc không có, không bán được, hoặc là giúp chú sửa cái xe đạp, vì Tuấn Dương thấy là chú đi cái xe đạp điện đã cũ rồi. Nhưng mà đấy là ý định của Tuấn Dương. Thì Tuấn Dương nhận cái số tiền đó thì cũng không phải để cho riêng bản thân Tuấn Dương, nhưng mà hồi nãy cũng không dám nói ở đó với chú Hà Long, bởi vì nếu mà nói thì chắc chắn là chú sẽ buồn và chú không dám nhận nữa.
Tuy nhiên thì anh Tony Nguyễn cũng có, chắc là cũng có hiểu lầm Tuấn Dương, nói rằng là tại sao mà tôi gửi tiền cho anh Hà Long mà anh Hà Long không nhận, mà anh lại không hỏi ý kiến tôi. Thì nếu mà anh có coi kỹ cái clip trước khi mà trao tiền cho chú Hà Long đó, thì Tuấn Dương cũng có nói là có thể là sẽ nhận, hoặc là trong một số các live stream Tuấn Dương có nói là nếu mà tạm thời chú chưa nhận thì sẽ tìm cách để mà giúp chú sau, chứ Tuấn Dương cũng chưa có chi tiêu cho cá nhân đâu. Nhưng mà hồi nãy thì gặp chú Hà Long thì không có dám nói, vì nói ra thì chưa chắc là chú đã nhận cái số tiền này, nên là qua đây thì cũng xin gửi lời cảm ơn tới anh Tony Nguyễn đã giúp đỡ chú Hà Long, và cái số tiền anh gửi thì cũng đã tới tay được chú rồi. Và anh Nick Đường thì Tuấn Dương cũng có nhắn cho anh là em sẽ giúp chú vào việc sau, thì anh có nói là thôi cái này thì cứ tùy Tuấn Dương quyết định. Thì qua đây Tuấn Dương cũng chân thành cảm ơn các cái quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Và trong cái số tiền mà các mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ thì Tuấn Dương cũng có phụ thêm một chút xíu vào là 300 ngàn để giúp thêm cho chẵn cái số tiền là 16 triệu để gửi tới chú Hà Long, thì để chú chăm lo cho người vợ chú đang bệnh ở quê nhà, rồi chú chăm lo cho cuộc sống của chú, hoặc là dùng cái số tiền này để sửa chữa cho cái xe đạp điện sao cho nó đi thật là tốt hơn, cho nó không bị hư hỏng vặt, vậy thôi. Rồi video clip này của Tuấn Dương xin phép sẽ kết thúc tại đây. Rồi bye bye các bạn nhé, hẹn gặp lại trong những video clip kế tiếp.